Thế hệ bộ vi xử lý Intel Core thứ 8 hay còn gọi là Intel Coffee Lake sẽ đánh dấu chấm dứt cho gần một thập kỷ với khái niệm Intel Core i3 2x4 luồng, Intel Core i5 4x4 luồng và Intel Core i7 4x8 luồng. Đầu tiên chúng ta đến với hai bộ vi xử lý mạnh nhất của lần ra mắt lần này, đó chính là Intel Core i7 8700K và Intel Core i7 8700. Thì cả hai sản phẩm Intel Core i7 của Coffee Lake thì đều có 6 nhân thực và 12 luồng xử lý, so với 4 nhân thực và 8 luồng xử lý của Intel Core i7 7700K của thế hệ Kaby Lake cũ. Và với mức giá bán lẻ cao hơn Core i7 8700 là $50, thì chiếc Intel Core i7 8700K có mức xung là 3.7GHz và Turbo Boost tối đa lên 4.7GHz nhờ công nghệ Intel Turbo Boost 2.0. Và nhờ đó thì Intel mệnh danh đây là chiếc CPU gaming tốt nhất hiện tại. Tiếp theo chúng ta đến với sản phẩm Core i5. Đó là hai chiếc Intel Core i5 8400 và Intel Core i5 8600K. Thì cũng giống như Intel Core i7, lần này Intel Core i5 của dòng Coffee Lake được nâng cấp lên 6 nhân thực, nhưng mà bỏ công nghệ Hyper-Threading nên chỉ còn là 6 luồng xử lý. Và cũng với việc nâng cấp lên 6 nhân thực so với 4 nhân thực của i5 thế hệ cũ, thì sức mạnh xử lý đa nhiệm của Intel Core i5 lần này cao hơn đến khoảng tầm 50% so với thế hệ cũ. Và với mức giá bán lẻ lần lượt là $187 dành cho phiên bản Intel Core i5 8400 và $257 dành cho Intel Core i5 8600K bổ sung khả năng ép xung và mức xung mặc định lên đến 3.6GHz so với 2.8GHz của Intel Core i5 8400. Và đến với người em út, đó chính là Intel Core i3 của Coffee Lake, thì chúng ta hiểu nôm na thì đây chính là Intel Core i5 của Kaby Lake tăng xung và giảm giá xuống còn giá của Core i3 thôi. Và tức là tất cả các sản phẩm Core i3 Coffee Lake đều mang trong mình 4 nhân thực và 4 luồng xử lý. Và trong lần ra mắt lần này thì có hai chiếc Intel Core i3, đó chính là Intel Core i3 8100 và Intel Core i3 8350K. Và với cái mức xung lần lượt đó chính là 3.6 và 4GHz, thì đây vẫn hứa hẹn là một lựa chọn cực kỳ chất cho các hệ thống gaming với lựa chọn CPU trong tầm giá dưới 3 triệu đồng. Như vậy là chúng ta đã cùng đi qua các điểm sơ bộ của lần ra mắt Intel Coffee Lake lần này. Và với các về đánh giá chi tiết sức mạnh thì theo như Intel công bố, Intel Coffee Lake mạnh hơn Intel Kaby Lake là khoảng tầm là 25% trong game. Và với thời đại mà streaming rất là phổ biến như giờ thì nếu các bạn vừa chơi game vừa streaming thì Intel Core Flex sẽ có sức mạnh cao hơn khoảng tầm 100%, tức là gấp đôi so với các hệ thống Haswell cũ là khoảng tầm 3 năm về trước. Game thủ là vậy, nhưng mà có đối với các bạn mà hay render video hay là hay xử lý các hình ảnh hay là các 3D, ứng dụng 3D chẳng hạn, thì sức mạnh của Intel Core Flex ra sao? Thì nếu mà ví dụ các bạn hay sử dụng các video 360 độ và 4K thì Intel Core Flex mạnh hơn Intel Kaby Lake khoảng tầm 32%. Và nếu mà so sánh với các hệ thống khoảng tầm 3 năm về trước sử dụng Haswell thì Intel Core Flex mạnh hơn tới 65%, một con số quá khủng khiếp. Vậy thì bo mạch chủ như nào? Thì tin vui đó chính là Intel Core Flex cũng sử dụng socket 1151, đó chính là sử dụng 1151 chân cùng với cả Intel Kaby Lake cũ. Nhưng mà tin buồn thì cùng số chân nhưng mà khác cái thứ sắp xếp. Vì vậy socket này Intel gọi là 1151V2. Và vì vậy thì Intel Core Flex chỉ có thể sử dụng với các mainboard series 300 trở lên thôi. Còn với các bạn mà sử dụng mainboard series 200 hoặc 100 cũ thì vẫn phải nâng cấp lên bo mạch chủ mới để cắm được CPU Intel Core Flex. Nhưng mà tin vui là trong khi mình đang giới thiệu video này thì khoảng tầm 40 bo mạch chủ đến từ các thương hiệu lớn, ví dụ như MSI, Asus, Gigabyte hay ASRock đều đã được giới thiệu và ra mắt và đã gần như đã có hàng tại Hà Nội Computer rồi. Hay như vậy, mạnh như vậy thì bao giờ các bạn có thể được mua các sản phẩm Intel Coffee Lake này? Thì vào đúng 20 giờ 1 phút ngày 5/10/2017, tất cả hệ thống bán lẻ của Hà Nội Computer sẽ chính thức được mở bán các sản phẩm Intel Coffee Lake này, và giá sẽ được cập nhật liên tục ở phía link ở phía phần dưới giới thiệu video. Thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các bài review đánh giá chi tiết hiệu năng của Intel Coffee Lake về sau. Và đừng quên, nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like channel của Hà Nội Computer. Cái các bạn thấy cực kỳ hay, cực kỳ yêu thích thì các bạn hãy subscribe channel YouTube của Hà Nội Computer nhé. Rất cảm ơn các bạn.